Xin thưa quý vị nghe, hồi đó những đứa cũng ít cười lắm, sân si nhiều. Sao những đứa phải ngồi suy nghĩ? Cuối cùng quý vị, những đứa nhìn vô tấm gương, nhìn tấm gương những đứa làm nè. Đức làm vậy chút thì Đức thấy, thấy mình giống khùng quá. Thì cuối cùng như cười luôn. Nhìn đến à thì ra là mình làm mình phải cười. Mình làm mắc cười quá, tự nhiên mình nhìn mình cười. Mà xong cái đầu buổi sáng vừa ngủ thức dậy, mặt mày tèm nhem tút nhút, nước miếng chảy dính tùm lum. Rồi xong á, gèn dính hai cục, không chùi gì hết, nhìn vô tấm gương. Cái mặt gì nhìn mắc cười quá, sao mình làm? Hả? Xong mấy ổng đi ngang cái nhà vệ sinh, ổng nghe cái gì trong đó thấy ghê quá. Xong cái Nhân ăn đi ngang, ổng gõ cửa. Xong chút Nhân Đức đi ra, nó hỏi có gì không? Nhân ăn, ổng nói nghe cái gì trong đó kêu ghê quá. Nhân Đức nói cái gì đâu ghê, ông ổng nghe lộn rồi đó, ổng đi chỗ khác chơi. Thì thấy không, sáng mở mắt ra là đã cười rồi. Tập cười, cười cũng phải tập nghe quý vị. Tập viết rồi nha quý vị, tự nhiên mình cười nhiều. Quý vị biết cái Phật tử người ta về, người ta thích những đứa ngay chỗ nào quý vị biết không? Hô. Nó hô mà cười nhiều. Có cái bà này nghe, bà hô còn hơn những đứa. Ở gặp với đứa bà nói nè, con nói thiệt cho thầy nghe nghe. Có nghe không đó? Ở đây nghe cho Đức giảng tới cái đoạn này tự nhiên ổng bị liệu làm nè. Ông ơi, người nghe cho Đức giảng ông bị liệu theo lắm quý vị ơi, ngộ ghê. Cái bà này bà nói nè, từ từ khi nghe mà con nghe thầy giảng tới giờ, con nói thiệt với thầy nghe, con có sự tự tin vì cái hô của con. Thấy chưa? Tại vì sao? Con phải bán đứt cái hô này. Bà nói bà bán đứt cái hô này. Bà nói ngày xưa con giống hệt thầy luôn, con không bao giờ dám cười vì hô. Thầy biết rằng hai cái răng nó đưa về thòn cái gì nè. Bà là cười nó đưa hai cái răng ra, con không dám cười. Mà con cứ miếm miếm, mà miếm miếm thì cái môi này nó dính vô hai cái răng nó lòi ra, nó còn ác đạn hơn nữa. Xong Nhật Đức nói bây giờ chúng ta là đồng cảnh ngộ của những người hô, thì bây giờ mình ha ha ra để cái môi của mình nó chùm hay cái răng lại nhìn nó đỡ hô. Mà hai cái răng mình á là nếu như mà mình miếm á thì môi mình nó dính á vô cái răng, mà cái răng nó dài nó thòn ra thì lúc đó nó lòi cái hô càng dài. Từ nơi đó mà bây giờ mà cù ha ha ra để cái môi mình nó chùm hay cái răng để nó gứt vô từ từ đỡ hô. Mà nói rằng thầy chia sẻ bài pháp, thầy phải nói cho đại chúng phải thường nhìn lỗi mình nghe nghe thầy. Phải thường nhìn lỗi mình cho nhiều thì tu nó mới có kết quả nghe thầy. Nhân Đức nói căn tính của phàm phu, tối ngày cứ nhìn lỗi mình hoài giết rồi nó buồn nghỉ tu. Thấy mình có lỗi nhiều quá, thấy mình không có cơ hội giảng sanh thôi buồn quá nghỉ tu. Nếu như mà mình niệm Phật có lỗi hay không có lỗi gì mình cũng cứ niệm Phật đi. Mình niệm Phật giết rồi mình khai phát được cái tâm Phật của mình thì lúc đó mình thật sự mình mới nhìn lỗi mình. Chứ phàm phu mà nói kêu mình thấy mình sai người ta đúng không có đó vị ơi. Đã là phàm phu thì mình nhìn thấy mình đúng không mà người ta sai. Nên ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân ngài nói rằng là lời dạy đoạn ác tu thiện tuy là ba đời chư Phật đều dạy, nhưng phàm phu mình nè là thường là đoạn thiện làm ác, bị cái bệnh này nhiều dữ lắm. Nên thờ Quán Tổ kêu là lúc ngồi yên lỗi mình thường nhớ, còn bây giờ thì chúng ta nói rằng là lúc ngồi yên thì thường nhớ Phật. Thôi, nhớ Phật đi còn hay hơn. Còn người ta thì có khả năng ngày xưa người ta nhìn lỗi người ta sửa được. Quý vị nhớ nha, tu các
cái pháp khác ngoài tịnh độ thì đa phần là thấy mình lỗi hoặc là nhìn người khác lỗi và điều chỉnh lỗi dữ lắm. Nhưng riêng tịnh độ, lỗi lầm đúng sai đều quy về niệm Phật. Đó là hay nhất. Kề dựng tín nguyện niệm Phật đi lâu ngày sẽ đặc biệt. Hôm nay chúng ta có bài học tập cùng với đại chúng, đó là học Phật mà thấy cái gì cũng tội thì ai dám học đây? Hay với đạo Phật. Thật sự mà nói rằng chùa mình chủ nhật đồ người ta đến rất là đông, thứ bảy nó đến đông, là tại vì cái cách hướng dẫn của mình thấy người ta có cơ hội. Quý vị, khi mình làm cái gì mà mình thấy mình có cơ hội, quý vị, thì tức khắc chúng ta sẽ thấy mình sẽ cố gắng được. Nếu như mình làm cái gì mà mình thấy mình không có cơ hội chứ thôi mình nghĩ làm chi cho nó mệt thêm. Nên có những vị người ta đem Phật pháp ta giới thiệu mà không khéo nha quý vị, mình cẩn thận, mình đem Phật pháp mình giới thiệu mình không khéo mình đoạn pháp á, không khéo mình diệt pháp á. Tại vì cái căn tính con người á, nó càng ngày á, nó càng đi xuống quý vị ơi, thấp kém. Thí dụ như thờ của Ấn Tổ ngày nêu lên 10 công đức in kinh sách. Nhưng những đức nói bây giờ là 10 công đức in kinh sách này hình như hơi bị điều chỉnh rồi đó. Vì sao? Cái thờ Ấn Tổ quý vị coi, người ta kinh sách người ta đọc đặc biệt vô cùng, người ta kính trọng, người ta đọc, người ta hiểu, người ta hành trì. Còn bây giờ kinh sách có nhiều Phật tử người ta in, người ta tặng, rồi người ta đem về nhà quá nhiều. Bây giờ người ta điện thoại cho chùa mình, người ta nói: thầy ơi, bây giờ con nghe nói mà sách kinh mà không tụng mà đem về để ở trong nhà sau này nó không còn thông minh nữa, con sợ quá trời sợ. Thôi thầy đem về chùa giùm cho con đi, thầy cho hết thông minh đi. Vì coi bây giờ họ lo đem đi nè, lo đem đi họ đưa chỗ này chỗ kia tùm lum. Thì quý vị biết rằng là cái 10 công đức in kinh sách bây giờ hình như là nó có sự điều chỉnh nữa đấy. Bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ nghe quý vị, những điều này ít ai nói với quý vị nghe đúng không? Tại vì cái văn tự đó có chư Phật chư Tổ. Nhưng mà tại sao mình nói vậy? Vì sao? Vì con người bây giờ ít tụng kinh, ít đọc sách, phải không? Ít rồi. Quý vị coi như thí dụ như mà những điều lệ của một quốc gia mà lâu lâu người ta còn điều chỉnh lại một chút nữa để cho nó phù hợp nhân dân. Tại sao mà có những cái bài kinh hoặc là bài chú hoặc là có những cái đoạn chú giải mà người ta lại thường chú giải 2-3 lần quý vị? Là tại vì người ta phù hợp vào cái căn tính của thời cuộc đó đó mà chú giải. Nên Phật pháp á, quý vị mới nhớ rằng á, nó đem nó áp dụng vào có căn tính con người phù hợp thì tự nhiên chúng sanh có lợi ích. Nên Đức Phật mới đưa ra 3 căn tính, 3 thời cuộc. Đức Phật nói rằng thời Đức Phật còn tại thế thì trì giới thành tựu, chứng quả thành tựu. Qua 1000 năm sau thờ tượng pháp thì người ta tu thiền định thành tựu, cũng trì giới, mà đi từ thiền định rồi trì giới thành tựu. Mà thờ mạt pháp thờ bây giờ nè, là căn tính mình quá bèo, thì từ nơi đó mà Đức Phật dạy mình là niệm Phật thành tựu. Đó, thấy không? Vậy thì cái thời cuộc này nói về cái chuyện gì mà đầu tiên trì giới hoặc là đầu tiên thiền định là chúng ta không đạt được, không đi vô nổi rồi đúng không? Nhưng mà lấy cái niệm Phật để đi vào cái việc trì giới và thiền định, nghĩa là nó đổi lại vì là đầu tiên phải niệm Phật, lấy câu Phật hiệu để gầy dựng, lấy câu Phật hiệu để gầy dựng, rồi niệm Phật lâu ngày rồi tự nhiên mình thấy ra mình có lỗi lầm, thì lúc đó mình sẽ trì giới, mình sửa đổi lỗi lầm, thì bản thân mình có lễ phép đồ này kia, thì đó là trì giới đó. Rồi từ nơi cái trì giới lâu ngày, tự nhiên con người mình, cái chữ định đây là con người mình sống trong cảnh viên mình không bị nhiễm, thì tự nhiên lấy từ niệm Phật để đi vào trì giới và thiền định. Quý vị coi rất là hay, không? Mà mình làm được. Còn nếu bây giờ mà người ta đi đến chùa mà nói về cái chuyện mà quay nghi giới luật nhiều quá, người ta sẽ không dám đến chùa đó quý vị. Tại vì nói ra thì giống như nói lỗi người vậy, tự nhiên thấy người ta cái gì cũng sai, tự nhiên giết người ta sợ, ta không dám đi đến chùa nữa.
Nên sau này mấy anh em hướng dẫn phải nhìn căn tính chúng sanh. Kệ đi, người ta được lợi ích một chút nào cho người ta được lợi ích đi. Được lợi ích một chút còn hơn là không được lợi ích gì. Nghe không? Đó, nên nó có cái vị này, ông đem Bậu Pháp ông chia sẻ, ông nói một câu. Thí dụ như nhà mà 10 tầng đi, thì chỉ được thờ Phật của tầng trên cao nhất, còn 9 tầng kia không có được thờ. Vì sao ông ta hỏi? Vậy thì 9 tầng kia muốn niệm Phật lễ Phật là làm sao? Ông nói nhìn cái cửa sổ, nhìn lên trời. Nói sao ạ? Vì ở trên người ta ở nên dưới thờ Phật bị tội. Thí dụ như giờ quý vị đeo cái máy niệm Phật của những đức, có cái hình những đức, thấy không? Có nhiều Phật tử hỏi thầy cái hình của thầy, mà có khi con đi vô nhà vệ sinh á, rồi con đeo theo luôn, có sao không thầy? Những đức nó có làm sao? Rồi lâu lâu á, con lấy máy niệm Phật thầy con lộn quần, có sao không thầy? Tại vì có những việc con làm á, con không có đeo được luôn á thầy. Rồi con bỏ một túi con đồ này kia, cái hình của thầy, có sao không thầy? Những đức nó có làm sao? Nó ấm chứ có làm sao à? Nên có nhiều bà mới nói là con nhét vô trong ngực luôn á thầy. Rồi thấy thầy có sao không thầy? Như đức nói có sao. Hiểu không quý vị ơi? Thật sự mà nói á, mình mong mình là phàm phu, mình chưa phải là Phật Bồ Tát gì nè, mà đối với chúng sanh được lợi ích một chút, mình còn mong cho người ta lợi ích, còn bản thân mình thôi khỏi cần nghĩ tới đi. Không chỉ Phật Bồ Tát mà các ngài, mà không lẽ bây giờ nhà to mới được thờ, nhà nhỏ không được thờ, trên cao mới được thờ, ở dưới thấp không được thờ? Nếu Phật mà còn như vậy thì Phật còn khổ hơn phàm phu. Nhiều cái tình chấp quá, tình chấp là do con người đặt ra, còn Phật Bồ Tát thì tùy duyên mà hành đạo. Nhớ kỹ, một con người chấp nặng thì dạy bị chấp nặng, con người chấp nhẹ thì dạy chấp nhẹ, con người không chấp thì dạy bị không chấp, con người vui vẻ thì dạy bị vui vẻ, con người khó khăn thì dạy bị khó khăn. Tùy nhân duyên quý vị đi đến cái nơi đó được dạy. Tùy quý vị à. Vì được dạy sao bị hình thành như vậy. Nếu quý vị thích thì hình thành ra như vậy thôi. Giống như cái khuôn của bánh ú thì đổ ra là bánh ú, chứ không có thể nào cái khuôn bánh ú mà đổ ra bánh kẹp ấy. Đúng không? Khuôn bánh bò thì đổ ra bánh bò thôi à. Nên quý vị đi học đạo tùy vào nhân duyên quý vị để học, nên gọi là gặp duyên không đồng. Quý vị coi bây giờ á, nhà 10 tầng ở trên lầu mới được thờ, vậy 9 tầng kia thiệt thòi quá. Phật tử nói vậy là con ở dưới con thờ có sao không thầy? Vậy đứa nó có làm sao? Còn có vị này nói rằng là mỗi lần lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị đi lại đây quý vị lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, tại sao quý vị ở nhà quý vị không lễ cha mẹ vị 500 danh hiệu, lễ Quan Âm tóc rối là mẹ mình, sao không lễ đi? Những đức nói rằng vì kêu mẹ với vị cha vị ra ngồi đó cho vị lễ 500 lại, vị lễ nổi không? Mà vị lại nổi mà ổng bả chịu ngồi chứ vị lại không? Quý vị làm cha mẹ người ta, quý vị ngồi cho con vị lại 500 lại, quý vị ngồi được không? Vị lại xong ngày mai chết, anh em nó nói tại mày lại cha mẹ mà cha mẹ chết, còn có chuyện xảy ra nữa. Họ lý luận viết rồi họ thành bệnh hoạn lý luận quý vị à. Giống như văn tự học viết rồi thành bệnh hoạn trong văn tự, không thông được cái tâm. Vì có dù là Phật Bồ Tát là giấy là tượng đi chăng, nhưng nhìn Phật Bồ Tát lễ lại để sanh tánh đức của chính mình, chứ không phải rằng là chúng ta mê hoặc điên đảo gì đi lại Phật Bồ Tát bằng cốt đá xi măng, mà là nhìn hình tướng Phật Bồ Tát để sanh tánh đức Phật Bồ Tát của mình. Vì mình có tánh đức của Phật Bồ Tát nhưng không hiển lộ được, nên mình cần hình tượng Phật Bồ Tát có cái đức hạnh mình lễ lại để sanh tánh đức của mình, rồi mình mới về hiếu với cha mẹ được. Hiểu chưa? Không lại gì hết mà nói xạo. Quý vị coi, không lại mà. Nên từ nơi đó mà lý luận viết nó bệnh hoạn trong lý luận, không khéo nó bệnh hoạn trong lý luận. Quý vị coi, người ta đi tu được là điều đó rất là tốt. Người ta về chùa, người ta tu, người ta lễ Phật, lễ Bồ Tát là quá tốt rồi. Chúng sanh bây giờ họ được tu chút nào đỡ chút nấy, đặc biệt chút nấy, quý vị à. Nhớ không?
Nói văn tự thì có những người mà không tu thì họ nghe cũng mê lắm, không có đi lễ lại đâu. Mà nghe nói vậy à, đúng rồi, ở nhà lễ cha mẹ chứ, có lễ không? Có lễ không? Hàng ơi, nói trên trời dưới đất thôi chứ. Ta đây lễ khô hơ cạn tiếng sức hôi hột. Mình không lễ được thì mình nam mô Quý Vị Đà Phật thì hỷ. Vậy cũng là tốt quá rồi, quý vị đi ngăn chặn chi? Hiểu không? Nó nên quý vị nó bây giờ 100% luôn á. Quý vị ở nhà bị lễ cha mẹ bị ba lại, cha mẹ bị dứt mình liền. Nếu biết tu thì còn có thể nó à con mình nó có hiếu thì cũng được đi. Còn gặp mà không biết tu bị lễ ba lại cha mẹ bị là dứt mình liền. Sợ hết hồn. Vì sao? Cái nhân cái quả nó không phù hợp. Vì chúng ta làm cha mẹ cũng từng đã làm con người ta. Mình đâu có lễ cha mẹ mình đâu mà bây giờ con mình nó lễ mình. Nên bây giờ mà con lễ mình chịu không có nổi. Giống ngày xưa mà cái chương trình rửa chân rửa cẳng á, vì coi rửa xong rồi về có rửa không? Rửa quay phim thôi chứ làm gì đi về nhà rửa. Mà cha mẹ không thể nào ngồi đó cho con rửa được. Vì sao? Vì mình có rửa cho cha mẹ mình đâu mà bây giờ mình ngồi đây cho con mình rửa. Nhân quả không tương đồng nên quý vị chịu không nổi. Hiểu không? Làm thì thấy nó kinh khủng lắm, nhưng mà thật sự nó không có thật chất, nó không có áp dụng được. Nên cái chương trình đó tại sao những đứa không làm gì, nó không áp dụng được quý vị, nó không có phổ thông được quý vị ơi. Đó, nên con người mình bây giờ căn tính mình sai lắm quý vị. Được lợi ích chút nào thì cho người ta lợi ích đi. Hiểu không? Được lợi ích chút nào thì cho người ta lợi ích. Vì chùa mà cái gì cũng nói tội chứ là thua. Nó có nhiều Phật tử gặp như đứa hỏi thầy ơi, con nghe thầy giảng mà nhiều bữa thầy, con đi làm gì con mệt quá. Rồi xong á con mỏi lưng dữ lắm thầy ơi. Rồi con dựa vô ghế hoặc là con nằm xuống cho nó thoải mái, con nghe thầy giảng. Mà con nghe nói rằng là nghe thầy mấy thầy giảng pháp mà nằm thì sao kiếp sau thành rắn. Con sợ quá trời sợ. Chàng ơi sao mà dọ người ta cái chuyện kỳ cục quý vị. Nói thiệt chứ quý vị nghe chứ quý vị chỉ cần được lợi ích nghe vài câu pháp nhưng Đức đã cảm ơn quý vị rồi. Đã cảm thấy rằng quý vị được lợi ích những đức mừng giùm quý vị rồi. Còn tùy vào cái nhân duyên sức khỏe của người ta. Thấy không? Người ta được nghe nhiều người ta nghe. Người ta về chùa thì chắc chắn là người ta ngồi chứ ai mà dám nằm. Vì coi lên chánh điện được ai dám nằm đâu. Còn quý vị tại nhà quý vị là quý vị làm ship. Có quyền. Hiểu không? Tùy quý vị thôi à. Nếu quý vị cảm giác rằng quý vị khỏe, quý vị ngồi đàng hoàng quý vị nghe. Còn cái bữa nào quý vị mệt thì quý vị nằm võng nghe. Hoặc là ngồi ghế nghe, và nằm nghỉ nghe. Nghe là được lợi ích rồi. Cái căn tính mình bây giờ chịu nghe pháp là cũng là quá tốt rồi. Đừng có rắn hay là anh ương gì hay là sên gì thôi, mệt quá. Thế quý vị đó, nên á, cái mà mình, ví dụ như mình nghe pháp mà mình nằm xuống mà cái tâm của mình á, bất cần rồi bản thân mình bắt pháp lên mà không cần nghe gì hết trơn, nằm nghiêu ngao giỡn hết chơ đồ, nói chuyện nghiêu ngao đồ, ông thầy ông giảng mà mình nằm mình nói chuyện nghiêu ngao thí đại mình giỡn lăn lộn đồ ở chằn bóng quần đùi đồ, thì cái đó là có chừng quý vị chịu quả báo kể quý vị nghe. Còn cái chuyện mà người ta cũng nằm người ta mỏi mệt quá mà người ta nghe pháp mà ta chân thật, người ta có cái tâm nghe, thì cái tâm chân thật đó có quý vị nó không dính vào nhân quả. Tâm chân thật nó không tính với nhân quả đâu. Nên những điều như này như Đức chia sẻ đó cho quý vị á, để cảm giác làm sao quý vị đi đến chùa vì tu vì cảm thấy nó bình an. Rồi chúng ta có cái thời gian mình tu tập từ từ rồi lúc đó mình tăng tiến lên. Thí dụ như bây giờ những Đức tu 15, 16 năm nay, không lẽ những Đức lấy cái 15, 16 năm nay của những cái khó những Đức áp dụng, những Đức đưa cho cái người mới vô chùa. Nó nên những người mà hướng dẫn người ta tu nên suy nghĩ cái này. Mình tu mấy chục năm mình đừng có đem cái khó của mấy chục năm mình mà đi đẩy cho Phật tử người ta mới vô chùa. Mà mình nên lấy cái gì dễ nhất á, nhẹ nhất mình đưa cho người ta. Để cho người ta cảm thấy người ta làm được đi. Rồi người ta mới đi đến chùa lâu dài. Thâm niên từ từ nâng cấp lên từ từ. Giống như ban đầu leo thang thì leo một mắt thấp nhất. Rồi leo từ từ lên cao, tự người ta nhận thức con đường đi của người ta. Đúng không? Có cái ông này ông nói thầy ơi, cái chân của con á nó bị ghẻ thầy. Nên mỗi lần con lại Phật á là nó chảy nước vàng.
Nên con bận cái quần tuốt ở trên mà trên cái đầu gối con luôn thầy, con lễ. Con cố gắng con lại Phật. Nhưng mà con đi hỏi một vị này xuất gia, vị này nói rằng thiếu sự cung kính. Thiếu cung kính. Cái tâm thiếu cung kính nó lễ Phật cũng vô ích. Con thấy gì con về con nghĩ lại luôn. Rồi xong bây giờ con xin hỏi thầy vậy con lại được không? Những đức nói ông cứ lại đi, ông có thiếu cung kính có tội tôi chịu, phước ông lấy đi, về ông lại cho tôi. Mình có khi mình tu mình xuất gia mà giết rồi mình nghĩ lễ Phật luôn. Người ta cái chân người ta bị ghẻ, người ta lễ chảy nước vàng mà người ta còn dám lễ, mà gì mà nói người ta thiếu cung kính. Phật nào mà trách cái tướng đó của mình. Phải chi mà mình khỏe mạnh mà mình bận quần đùi mình lại thì điều này nó kỳ kỳ một chút. Còn cái này người ta bị cái chân ghẻ chảy nước vàng mà nói ta lễ mắt cung kính là sao? Không. Vì thấy không, Phật Pháp mà họ không có thông tình đạt lý. Họ làm cho người ta nghĩ lễ Phật, tội nghiệp cái ghê. Không. Còn có cái ông này ông nói dạ thưa thầy, con nhậu xong con lễ Phật. Được không thầy? Như Đức nói được. Tại vì ông nhậu vô ông lễ Phật còn hơn ông không lễ Phật. Thấy không? Nếu ông cảm thấy cái điều đó ông thấy được thì đó là được thôi. Thấy không? Nói quý vị coi, Phật Pháp cực kỳ dễ học luôn quý vị à. Không có khó gì nha. Họ nhậu vô họ mới lễ Phật. Biết đâu họ lễ còn hết vọng tưởng hơn mình. Vì nó xỉn quá còn gì nữa vọng tưởng. Hiểu không? Rồi nó lễ lâu ngày rồi nó bỏ nhậu. Phật thấy thương này nó nhậu rồi mà nó lễ. Phật tội nghiệp, Phật gia hộ cho nó uống rượu ít được. Còn bây giờ mình nói không được thì nó nhậu xong nó ngủ luôn. Nghĩ lễ Phật nó không được lợi chút nào hết chứ. Quý vị ơi, Phật Pháp làm sao mà cho người ta được cơ hội đi quý vị. Chúng sanh được một người niệm Phật, một người tu là mừng giùm cho người ta. Còn chừng nào họ giảng sanh đó là cái chuyện của họ. Quý vị có đặt vấn đề là giảng sanh, cái này không được giảng sanh. Nó không được giảng sanh mà giờ nó không tu luôn, nó không được lợi ích gì hết. Những đức nói với vị, thí dụ như từ đây lên thành phố là thí dụ như 10 cây số. Thí dụ, giả thiết là 10 cây số đi. Bây giờ nó đi được một cây còn hơn là cả đời thì nó không đi được một cây nào. Hiểu không? Đi được một cây thì 10 đời nó đi được 10 cây. Vậy thì như thế nào thì tức khắc nó sẽ được về tới thế giới cực lạc. Còn nếu bây giờ mình nói không được cái gì thì một đời này nó không đi được một cây nào hết trơn. Nên chúng ta nói cái căn tính mình bây giờ nó hư dữ lắm. Nghe Pháp và tu được một chút, cảm thấy mừng giùm cho họ một chút. Còn cái đặc biệt nhất của con người chúng ta trong chùa mình hiểu nè, thì mình cố gắng mình làm đi. Mình ngon mình về cực lạc đi. Hiểu không? Đó. Ngon mình đi về cực lạc đi. Mình làm cho đặc biệt đi quý vị, mình cố gắng đi. Còn người ta ngoài đời nói chứ, cái cuộc sống cơm áo gạo tiền nó không đơn giản đâu quý vị ơi. Nó mà tu nữa cũng không đơn giản đâu. Nên người ta đi đến tu nên lễ lọc tới nè. Phật tử khắp nơi nơi người ta về người ta tu. Mấy anh em phục vụ người ta cứ nhắc nhở hết lòng, nhưng mà một con mắt nhắm con mắt mở, thấy không? Cứ cái tâm vậy mà hành đạo. Một con mắt nhắm một con mở đối với người ta, còn đối với mình thì hãy nhìn hai con mắt. Nhớ kỹ á, cả đời mình cũng sẽ làm được một số việc đặc biệt đó, ý nghĩa đó quý vị à. Chứ đừng có mình thì nhìn con mắt nhắm mắt mở, mà đối với người ta thì nhìn hai con mắt chân. Này là khổ rồi đó nghe quý vị. Khó rồi đó nghe. Thôi càng học Phật nó càng thoải mái, càng dễ cái tâm một chút. Để trước nhất mình cũng an lạc cái tâm của mình. Vì thấy rồi, nuôi bao nhiêu bà già, hiểu rồi. Hiểu rồi. Nên đối với cuộc đời những đứa hiểu rồi. Ai mà có tâm quyết gì thì cứ nhìn đời thứ hai, thứ ba để cố gắng. Còn tôi chỉ nhìn một đời này thôi. Đời của tôi cứ cố gắng làm cho tốt. Đời thứ hai kế tiếp, chúng sanh có duyên có phước bao nhiêu thì tự nhiên sẽ có người đến làm việc này. Còn mình lo cái đời mình còn chưa xong, đừng nói chi mà lo như đời thứ hai.
Nên ta nói an vui cùng hiện tại thì hạnh phúc mãi bên ta. Cái tâm hiện tại này nè, nên nói bình thường là đạo, bình thường là đạo. Bây giờ đơn giản thôi quý vị, quý vị học Phật á, tuy học Phật niệm Phật tu hành gì đó, nhưng mà đụng tới là quý vị buồn á, đúng không? Đụng tới là buồn đúng không? Đụng tới là buồn liền. Mà mình cứ nhắc hoài thôi, mình nhắc thôi, đừng buồn dặn người để trong tâm nghe không? Đừng có buồn dặn người để trong tâm nhé. Con vỗ tay, đừng buồn dặn người để trong tâm. Ngày mai con buồn. Thấy chưa? Đó. Thì mình nhắc, mình cứ nhắc thôi, người ta buồn kể người ta. Thích buồn mà. Đúng không quý vị? Ví dụ như bây giờ người ta thích đi nhẹ, người ta không thích, người ta thích đi nặng đó được không? Thích đi nặng chơi được không? Đi. Tao đi nhẹ, tao khỏe. Mình làm được thì cái tự nhiên cái đó lợi ích được cho mình. Nha, Phật Pháp nó thật sự quý vị, một bài chia sẻ Phật Pháp nó không có cá nhân của ai hết. Đừng bao giờ cho rằng một câu chuyện kể đó nó là cái chuyện của người khác, nó là chuyện của mình đó. Chính bản thân mình ở trong chùa niệm Phật, nghe Pháp đồ, được nhắc nhở nè, được ở trong một cái nôi để rèn nè, đụng đến mình một cái mình còn buồn mà. Nó dù đó là mình lo đó, người ta lo quá trời, nó người trên nói tới một cái là trong tâm mình, mình không dám cự lại mà mình nó quỳ. Không có chuyện giỡn đâu quý vị, đó mình xem lại cái tâm mình đi rồi mình sẽ biết liền. Chứ đừng có nói mà ở ngoài đời mà cơm ăn áo bận, cuộc sống chao đảo mà nói mà không sân si. Thật sự mà nói trong cái thời cuộc thì chúng ta tu hành là gì? Sân si. Nhưng mà may mắn thay á, nó cũng được nghe Pháp, cũng tu nên giảm sân si. Không? Giảm tham sân si. Nên ví dụ như anh em trong chùa đồ, mấy cô trong chùa đều cố gắng, vì mình đã được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, mình gầy dựng mình nỗ lực lên. Việc đó bản thân mình biết. Còn Phật tử thì nhẹ nhẹ thôi, vừa vừa thôi. Đến chùa tu 1-2 ngày về mất tiêu à. Về đâu có ở đây đâu. Viên Hoàng có 2 ngày. Tuy 2 ngày nghe mà họ đi trước ngày cũng cực lắm á. Đi xe lăn lộn trên xe chứ không có chuyện giỡn chơi đâu. Đi đến đây rồi thêm bữa 20 chạy qua Hộ Pháp nữa. Vớt 4 ngày của người ta. Nó nói chứ cũng tội nghiệp ghê. Nên có những Phật tử mà dẫn đoàn đi lễ Quan Âm rồi đó, có những ông mà không hiểu đồ này kia đó, thì nhát ổng trên đoàn xe, đi đến chùa rồi thôi bận dùm cái quần dài. Chứ có nhiều ông bận quần đùi, mới chặn đi lông ngông xung quanh chùa, thấy không? Nó, thì cái điều đó mình nhắc người ta, mình chỉ người ta. Nó, trưởng đoàn chỉ người ta. Hoặc là điện thoại, hay là tiền bạc, hay là dòng vàng gì đó nhắc người ta, để nhà đi. Còn nếu không thì đem đến chùa thì bỏ đại vô thùng Tam Bảo cho nó phức cho rồi, cho nó xong. Được không? Cơ hội mình được đi đến chùa chiến lễ với Quan Âm. Thôi thấy Hòa Thượng xây dựng chùa chiền, đang xây ngôi chùa dưới Châu Đốc hả? Châu Pha quên. Châu Pha là Châu Đốc. Được không? Châu Pha. Thôi mình về đây cơ hội, nhờ Hòa Thượng xây chùa mình có chỗ mình nương tựa mình tu. Thôi nếu mà mình có điều kiện chút đỉnh thì mình bỏ vô thùng Tam Bảo, mình cúng dường để cho Hòa Thượng xây chùa để nuôi người già. Còn nếu mình có tiền thì thôi, thấy không? Tạo cái mình cầm theo được thì cái chuyện nó tùy mình thôi. Thấy tốt thì mình tạo thôi. Còn nếu mình thấy mình không thích cúng dường thì thôi. Ai ép mình tiền trong túi mình, ai đâu ép mình đâu, thấy không? Cúng dường là tự mình phát tâm thôi chứ. Có nhiều bà ngủ ghê, bà cúng dường xong rồi đâu cỡ vài năm sau nó tức thì ghê. Cúng ngôi chùa này phải chi cúng ngôi chùa kia ngon. Vô gì. Kêu đã phát tâm thiện rồi thì buông ra đi, nghe không? Đó. Ở đây ta nuôi người già đồ, Hòa Thượng xây chùa cho chúng sanh ở tu tập đồ, quá trời đông. Điểm chùa Hòa Thượng bây giờ mà ở gần 2.000 người, thì cái nơi làm việc lo lắng giúp đỡ cho người ta tu vậy. Hòa Thượng năm nay cũng 83 tuổi rồi, thì bây giờ ngài cũng xây chùa chiền. Cái duyên của ngài xây chùa tiện bề thì mấy cái thùng Tam Bảo sau lưng nè, Tam Bảo Phước Điền đó, sau lưng bỏ vô, bỏ vô, thấy không?
nó mình đi đây đòn đồ đó, nó thích cúng dường bỏ cho đó 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 đó, đó. Đừng có để tiền trong túi mà công lo, hiểu chưa? Tiền đó là nói cái tiền cúng dường đó nghe. Còn cái chuyện bị không cúng thì thôi kệ vậy, chứ không phải người ta bắt ép gì đâu. Nó để cho hòa thượng xây chùa để tiếp tục mình nuôi người già, biết đâu sau này mình già mình cũng có cơ hội lại đây thì sao quý vị? Nghe không? Đó. Chứ ngoài ra mà đang lễ Phật mà Nam Mô A Di Đà Phật, nếu Nam Mô A Di Đà Phật mà vé cái túi coi thử coi còn không. Hiểu không? Nó cũng lo lắm đó quý vị ơi. Còn những vị mà đòn mà đi lại đây nghe, trong thời điểm này nè, mấy cái vị mà ở đâu, đâu những chi, quê đâu, Lạng Sơn, ai Lạng Sơn ở đây, có ai không đưa tay coi, ừ, Lạng Sơn, đi ba mấy người, ngồi lơ gơ tùm lum, vì vô đây tu tập chút sức khỏe quý vị, thấy không, rồi á, thấy không, quý vị bây giờ từ đây tu tới qua lễ với Quan Âm, nha, những chí gom điện thoại hết trơn, là tu an lạc vô cùng luôn. Mình ở nhà mình đã lo nhiều chuyện, mình phiền não rồi, bây giờ vô đây, đã vô được tới đây, buông xuống vạn duyên, thì thời gian tu ở đây nó an lạc, chèn ô phơ phơ. Đó. Cầm cái chiếc điện thoại á, coi chừng ở đây tới qua với ông Nam ở không, sao không được á. Coi chừng gọi báo tin việc nhà, việc này, việc nọ, mình đi về đó. Đó là cái nhân tố kéo mình đi về ra, đi về nhà đó. Mình đã đi được rồi, mình giao điện thoại hết, tứ đại giai không, không còn gì hết trơn á, cứ tới giờ linh tu. Còn ai trẻ làm công quả được gì thì làm, phải phải xuống nhà bếp phụ đó, rồi xong rồi tới giờ ăn cơm không cần lo nghĩ gì hết trơn, tại vì nhà lo nhiều quá, vô đây không cần lo, rồi đi đứng nằm ngồi bấm số niệm Phật, chiều quý thầy đi ghi, cái gì mà làm thử trong vòng 10 ngày đi, mười mấy ngày đi, rồi bị sẽ thấy à, thấy liền à. À, tự nhiên gương mặt nó tròn vậy đó, về mà ông chồng nhìn nó chàng ô đi gì đâu mà đi chùa vậy đâu mà mười mấy ngày nay mà về dù đẹp dữ chàng, đưa mặt lần cái coi hả, tại vì sao, vì vô đây không cần lo nghĩ gì, tự nhiên mười mấy ngày lên ký mập mạp đẹp liền á, chứ đừng có cầm chiếc điện thoại nghe, đừng có đem theo hai chiếc, gỡ một chiếc giữ một chiếc, kẹt lắm á. Giao hết, đi vô chùa phải làm thật, làm thiệt, làm đúng. Thì quý vị tu an lạc cực kỳ luôn, không cần lo nghĩ gì hết, trong chùa có gạo sẵn, tu xong ra là đi xuống là có cơm ăn ngon lành luôn. Mấy cô nè, sữa, cà phê, đồ pha kích liệt cho uống đi, nhiệt tình lo cho người ta đi, có cà phê, sữa, đồ pha đi, hoặc trà đường rồi đó, đã chanh đồ phá nó đãi những vị phương xa đến đây tu, mà đãi nhiệt tình vậy thì mình phải thật lòng nghe quý vị, điện thoại giao là sao, giao nhiệt tình nghe, còn cái gì không hiểu thì hỏi ban tổ chức chỉ cho, nghe không, vậy thì thời gian bị tu đây mười mấy ngày nghe, ôm một đống công đức viên đi về nhà. Đó, không có khó đâu, chùa mình thì rất là dễ, không có khó đâu, nghe không? Còn số quy tắc thì mình theo cho nó đúng, vô nhà ăn cơm không nói chuyện một câu, ở nhà mình ăn cơm thường nói chuyện quen, nào vô ăn cơm không nói chuyện một câu nữa hết, ăn trước xong ngồi đó, nên á, mình ăn xong mình ngồi đó mình niệm Phật vài câu đi, vì sẽ thấy nghe, cái đồ ăn thức uống bị ăn trở thành mỹ vị, nó không có hao năng lượng nó. Còn ăn trước xong á nghe, mà ngồi đó nói chuyện nghiêu ngao động người ta không đúng. Đây là những cái mà vì đi về chùa mình phải nắm được căn bản này đó, nghe không? Đó. Rồi tới giờ ngủ là đi ngủ nó, rồi quý vị sẽ thấy ngủ nó ngon chèo. Anh ở phòng 5-6 người
Mà tới giờ người ta chuẩn bị ngủ mà đi nói chuyện, mà làm động người ta, tội nghiệp người ta. Sáng mới có 3 giờ mấy, 4 giờ thức rồi sao thức nổi đây? Hiểu không? Nó còn lên mà niệm Phật địa chung nghe không? Nghe đoạn pháp ngắn á, hừng hực cái tâm lên, thẳng người thẳng lưng lên. Điều địa chung nghe. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình làm vậy đó để nó tỉnh người, chứ mình đừng có Nam mô. Tèn ô tới giờ ngủ rồi còn hai chữ Nam mô, Nam mô, Nam mô, Nam mô. Nam mô, Nam mô, Nam mô. Ôi chịu thua luôn quý vị. Mình có cơ hội vô đây có mười mấy ngày, hừng hực cái tâm lên, thẳng người lên, tu nghĩ tới ông bà cha mẹ của mình, cầu an cho người thân, chuyến đi mình phải xứng đáng. Về người ta hỏi mình là ở Lạng Sơn vô đây tu mười mấy ngày sao, mình nói ok. Quá đặc biệt. Đi xa mà nào là tiền bạc, tiền xe đủ chuyện, bỏ công ăn việc làm ở nhà, gia đình đang trông chờ mình là đem công đức hồi hướng cầu an cầu siêu cho người thân dòng họ, người mắc chưa siêu thì mình phải hừng hực cái tâm mình tu, vậy thì mình mới có kết quả. Nếu mình vô đây cho qua ngày đoạn tháng uổng mười mấy ngày mình đi, đúng mình vô hừng hực cái tâm bị tu mười mấy ngày đi, vì sẽ cảm giác Phật pháp tuyệt vời cho vị thấy nó. Còn ai mà vô đây mà không chịu lên chánh điện tu là nó làm cho vị mệt mỏi đó. Mà cái mệt mỏi đó vị biết từ đâu ra không? Người thân mình chưa siêu thoát á, người ta làm cho mình như vậy để khiến mình phải lên chánh điện. Còn cái giờ cúng đi thực buổi chiều là phải lên tu trên đó. Có thể khỏe thì làm công quả buổi sáng thờ 8 giờ rưỡi, nhưng mà cái thờ buổi chiều cố gắng lên tu để cúng đi thực. Ông bà tổ tiên mình chưa siêu thoát, người ta về ta hưởng tài thọ thực. Đây là cái cực kỳ quan trọng. Nghĩ về người ta. Còn sáng đừng có sợ ngủ gục, lâu lâu có dịp vô chùa lên đi. Thấy không? Vua buồn ngủ làm nè, A Di Đà Phật. Làm gì để cho nó tỉnh, hiểu không? Nó mình phấn chấn lên, chứ đừng có chiều theo nó nghe. Quý bà đó ban đầu vô ngồi với niệm Phật, có niệm gì chú cứ làm vậy nè. Nằm im gu luôn. Vậy mà tới giờ hồi hướng thì phải chắp tay lên nguyện đem công đức này. Mà không tu được cái mặt nguyện đem công đức này mắc cừ lắm. Nguyện đem công đức này. Hổ thẹn quý vị. Không có tu được hổ thẹn. Nó nên phải phân chấn lên. Chứ đừng có mà chiều theo cái thân mình là mười mấy ngày đi tu không có kết quả đó. Nó nên Phật tử mà nghe gì ai cũng vậy, vô chùa cố gắng lên, nỗ lực lên. Người ta đi vô nhà bếp nấu ăn cũng không đơn giản, nên ta đem buổi cơm ra cho mình ăn thì bản thân mình tu phải cho xứng đáng. Cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ. Lùng thì có giá lùng, mà cao có giá cao. Hiểu không? Hoa hậu có giá của hoa hậu. Từ nơi đó giảng sanh thì cực lạc có cái giá của giảng sanh, chứ không phải cái chuyện mà đơn giản đâu quý vị. Nghe không? Nhớ nghe. Này quan trọng lắm á. Cái này trong phạm vi mình làm được quý vị. Tu làm sao mà nó an lạc, cái mặt cứ cười cười. Cứ vậy thôi. Một nụ cười còn 10 thang thuốc bổ quý vị. Nghe không? Quý vị đang buồn nghe là bị lỗ. Buồn là đang bị lỗ nghe chưa? Không. Buồn là lỗ chứ. Nên mình phải cười lên. Mình cười lên á, mình mới lờ. Mình cười lên mình mới lờ nghe không Liên Nhãn. Nên từ từ có buồn. Quý vị coi trong kinh Phật nói, nước mắt mà chúng sanh đau khổ khóc còn hơn biển cả mênh mông. Quý vị mà khóc thêm một giọt nước mắt nữa, quý vị ác lắm. Quá ác. Chưa. Buồn khóc không giải quyết được vấn đề. Hiểu không? Vui vẻ tỉnh táo mới giải quyết được vấn đề. Nhớ nha quý vị. À, vui vẻ tỉnh táo mới giải quyết được vấn đề. Khóc lóc không giải quyết được vấn đề. Nhớ kỹ chỗ này.
Dù cuộc đời mình có bị mọi người bỏ rơi hết mình đi chăng nữa, nhưng mình đừng bỏ mình. Mình phải duy trì được mình. Đây là đặc sắc nhất của Phật Pháp dạy. Người ta có quyền thương mình và người ta có quyền ghét mình, người ta có quyền chửi mình, người ta có quyền bỏ mình, nhưng chúng ta đừng bỏ mình. Mình đừng bỏ mình. Người ta có quyền bình luận mình, người ta có quyền mà nói này nói kia mình, nhưng mà mình, bản thân mình phải biết mình chứ, đúng không quý vị? Đó. Nên từ nơi đó cái dư luận nó vẫn có cái hay là nó nhắc nhở mình. Nên bản thân chúng ta đừng hoàn toàn tiêu cực với cái điều người ta nói mình, thì bản thân mình lúc nào cũng nặng nề với cái dư luận, rồi bản thân mình bị dư luận đè ép mình, cuối cùng bản thân mình chết trong dư luận. Nên phấn chấn lên. Những điều chia sẻ này nó đơn giản đó quý vị à, nhưng nếu quý vị áp dụng là tuyệt vời lắm á. Nên ban đầu cười thì cũng chưa quen đó quý vị, cười chưa quen. Người mà không quen cười nghe quý vị, kích thích họ cười họ. Cái người mà cười quen rồi mà an lạc thật sự nghe quý vị, những đức đang giảng gì quý vị, sanh pháp lạc nè. Khi cười xong nghe quý vị ngưng cười là nghe, ngưng cười là nhưng thật sự cái miệng quý vị đang cười. Thấy chưa? Miệng đang cười đó. Chị dở đâu nghe. Nên con nhỏ gái đó, nó mới lại nghe pháp lần đầu tiên, nó gặp những đức giảng pháp, nó muốn cười mà thật sự nó mắc cỡ, nó không dám cười. Những đức nói nè, cười lên đi chứ. Chịu không nổi, cười liền quý vị. Mẹ nó nói công nhận thầy ghê thiệt, con nhỏ này khó cậy nó cười. Gì mà thầy giảng nó cười. Những đức nói, những đức nhìn thấy nó chuẩn bị cười rồi, những đức chỉ cần kích cái đó thôi thì nó ha ha lên chứ sao bây giờ. Nó nên á quý vị ơi, chúng ta khi cười thì chúng ta có cơ hội, chúng ta hãy cười đi, chứ chúng ta đừng đợi ngày mai cười, biết đâu ngày mai nó không cười được rồi sao. Hiểu không? Nên người ta vừa nhắc niệm Phật đã bị niệm liền câu Phật hiệu, chứ ai dạy gì để nhắc xong đi chút niệm, nhắc xong nó quên mất tiêu rồi, nó đâu còn năng lượng một chút niệm, nó nghỉ niệm. Nên lúc người ta nhắc niệm Phật là niệm liền. Nên khi vừa vô cái bài giảng một câu ai Phật niệm đến cùng là từ đó bắt niệm Phật liền. Quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc là bắt niệm Phật liền. Còn lúc người ta nói mình cười thì lúc đó mình cười liền. Tại vì sao mình cười liền thì cơ hội nó sẽ tiến tới nụ cười. Còn bây giờ nghe nói cười mà mình không cười mà nói một chút đi cười. Từ chút rồi còn chuyện gì nữa đâu cười. Nó có ai kích cho vị đâu mà cười. Đó, nên con người cười cũng phải cần tập luyện. Phải rèn luyện mình, phải tập luyện mình. Xin thưa quý vị nghe, hồi đó nhà Đức cũng ít cười lắm, sân si nhiều. Sau này Đức phải ngồi suy nghĩ. Cuối cùng quý vị, nhà Đức nhìn vô tấm gương, nhìn tấm gương nhà Đức làm nè. Đức làm vậy chút thì Đức thấy, thấy mình giống khùng quá. Thì cuối cùng như cười luôn. Nhìn đến thì ra là mình làm mình phải cười. Mình làm mắc cười quá, tự nhiên mình nhìn mình cười. Rồi xong cái đầu buổi sáng vừa ngủ thức dậy, mặt mày tèm nhem túc nhút, nước miếng chảy dính tùm lum. Rồi xong á, gàn dính hai cục, không chùi gì hết, nhìn vô tấm gương. Cái mặt gì nhìn mắc cười quá, sao mình làm xong mấy ổng đi ngang cái nhà vệ sinh, ổng nghe cái gì trong đó thấy ghê quá. Xong cái Nhân ăn đi ngang, ổng gõ cửa. Xong chút Nhân Đức đi ra, nó hỏi có gì không Nhân ăn, ổng nói nghe cái gì trong đó kêu ghê quá. Nhân Đức nói cái gì đâu ghê, ô ổng nghe lộn rồi đó, thôi đi chỗ khác chơi. Thì thấy không, sáng mở mắt ra là đã cười rồi. Tập cười, cười cũng phải tập nghe quý vị. Tập viết rồi nghe quý vị, tự nhiên mình cười nhiều. Quý vị biết cái Phật tử người ta gì, người ta thích những đức ngay chỗ nào quý vị biết không? Hô. Nó hô mà cười nhiều. Có cái bà này nghe, bà hô còn hơn những đức. Ở gặp với đức bà nói nè, cô nói thiệt cho thầy nghe nghe.
có nghe không đó? Anh đang nghe cho Đức Giang. Tới cái đoạn này tự nhiên ông bị liệu làm rồi. Ông ơi, người nghe chữ Đức Giảng ông bị liệu theo lắm quý vị ơi. Ngộ ghê. Cái bà này bà nói nè, từ từ khi nghe mà con nghe thầy giảng tới giờ, con nói thiệt với thầy nghe, con có sự tự tin vì cái hô của con. Thấy chưa? Tại vì sao? Con phải bán đứt cái hô này. Bà nói bà bán đứt cái hô này. Bà nói ngày xưa con giống hệt thầy luôn, con không bao giờ dám cười vì hô. Thầy biết rằng hai cái răng nó đưa về thòn cái gì nè. Mỗi lần cười nó đưa hai cái răng ra con không dám cười. Mà con cứ miếm miếm, mà miếm miếm thì cái môi này nó dính vô hai cái răng nó lòi ra. Nó còn ác đạn hơn nữa. Thì xong Như Đức nói bây giờ chúng ta là đồng cảnh ngộ của những người hô. Thì bây giờ mình ha ha ra để cái môi của mình nó chùm hai cái răng lại nhìn nó đỡ hô. Mà hai cái răng mình á là nếu như mà mình miếm á thì môi mình nó dính á vô cái răng, mà cái răng nó dài nó thòn ra thì lúc đó nó lòi cái hô càng dài. Từ nơi đó mà bây giờ mà cù ha ha ra để cái môi mình nó chùm hay cái răng để nó gịch vô từ từ đỡ hô. Thấy không? Ghê không? Nói từ khi nghe thầy giảng tới giờ cười suốt luôn. Và từ khi cười tới giờ đúng thầy nói hay, hô có duyên hô. Đó. Bao nhiêu người ở xa khắp đến nơi, người ta về người ta gặp những đức ngay vì người ta nhìn chăng chăng. Không phải nhìn những đức đẹp mà ta nhìn những đức có hô bao nhiêu. Kinh chưa? Phải hô duyên đó. Dạ sao quý mà ta vui là thấy đặc biệt quý vị. Quá tuyệt vời luôn. Nên những đức nói rằng cái người mà được ở trong chùa mình nó hết sức là chân quý. Con người chúng ta ưa có một cái bệnh này nè quý vị. Khi chúng ta được bình yên, chúng ta được sống một hoàn cảnh đặc biệt bình yên, chúng ta không có cảm nhận đâu quý vị. Trong cuộc đời quý vị nên có những cái cảm nhận, những giây phút mà quý vị đi đến được một cái nơi bình yên và cảm giác có tình người. Quý vị hãy nhận thức nghe. Hãy nhận thức đó. Như người thường trụ ở trong chùa đâu nè, ở trong đây nghe mà không có cảm nhận để cảm ơn, biết ơn. Khi quý vị không được ở trong chùa, quý vị sẽ cảm thấy bản thân quý vị cực kỳ là hối tiếc. Nó có một cô bên hộ pháp ở trong chùa không biết chân quý, cứ lay ray không làm gì, cứ làm không động móng tay, cứ nói là thí dụ như bây giờ kêu ginh cái chảo nó nặng, chùi nồi mỏi tay, bưng đồ nhức sống. Quý vị coi á, làm như là công chúa vậy đó. Như Đức nói á, bà leo lên đầu tôi bà đứng đi. Như tôi hỏi bà làm cái gì được. Bà nói rằng đứng bếp chín. Không biết nấu rồi đứng bếp chín. Thì coi á, duyên phước bị hết đi. Duyên phước bị hết. Như Đức nói thôi bây giờ gì đi, chúng ta tính gì đi. Bây giờ cô tạm đi về đi. Tại vì sao cái gì cũng không được hết. Chắc duyên phước nó hết rồi. Thôi giờ cô tạm về nhà chơi nghe. Rồi vị biết khi mà cho về nài nỉ khóc lóc kinh khủng như thế. Thôi. Cái này từ xưa tới giờ nhiều lần quá rồi. Cứ cái này hoài với quen rồi. Thôi về thời gian đi để nhận thức được ở trong chùa nghe. Nói vị thấy không? Lúc đó nghe. Cổ gặp như Đức, cô nói đúng rõ ràng thầy ơi. Lúc con được ở trong chùa con không có trang quý đâu thầy. Con không có bao giờ con nghĩ cái ngày con đi ra khỏi chùa đâu. Mà khi mà chuẩn bị đi ra khỏi chùa đúng là nó buồn không tưởng tượng được. Nghĩ đến cái chuyện mình bước ra khỏi chùa, cuộc đời mình phải đối phó với cuộc sống ngoài đời, mình sẽ như thế nào đây. Lúc đó con cảm thấy con quá sợ. Nó thì cô có cảm giác này đó không. Rồi cô bước ra đi rồi cô sẽ thấy cái xã hội bên ngoài bây giờ. Trong khi trong hoàn cảnh bình yên mà không biết trân quý đâu. Đến khi duyên phước nó hết, không phải tại người ta xử lý mình, mà là do duyên phước mình hết nên nó chuyển hoàn cảnh mình, là do tại mình. Nhớ nghe. Nên mình đi vô chùa mình cộng tu đi chăng nữa, mình cũng phải nghiêm túc tu hành đàng hoàng, chấp hành quy củ để hộ trì tam bảo. Từ nơi đó mà sau này cộng tu từ từ nó tăng nâng cấp lên. Nó thường trụ. Nghe chưa? Còn mình cộng tu mà mình không chịu nghiêm túc, mình lo tu
mai mốt rồi nó hạ bệ cộng tu, rồi nó đi ra luôn, nó không được vô cộng tu nữa. Đó mới nguy hiểm. Có rồi đó. Có một cô này cao ráo, đàng hoàng, khỏe mạnh luôn, không phải già như mấy bà cụ. Chùa nuôi bao nhiêu người, vậy mà riêng cổ vô sinh ở luôn là 3-4 điểm chùa mình đều không nhận. Vì sao? Bà vô là bà làm rối ở trong Tam Bảo, giết duyên phước hết trơn, bây giờ đâu có nhận bà đâu. Bây giờ thêm một cái bà bên hộ pháp nữa, y ren bà này luôn. Mà từ xưa tới giờ nếu nói tên ra là chùa ai cũng biết. Thôi đừng nói chi cho mắt con mệt. Kinh lắm. Như Đức nói bà đi về đi, chứ bà đừng có bao giờ mà bà qua điểm chùa nào, vì không có ai dám nhận bà đâu. Chỉ có tôi là chịu đựng với bà dữ lắm rồi đó. Chịu đựng dữ lắm, bao nhiêu ngày tháng, đến lúc rồi, duyên phước hết. Nói không? Nói thôi, chia tay nhau đi. Đừng ai tới đi, tình nghĩa đâu ta chỉ thế thôi. Thì thấy chưa? Nên chúng ta được cái duyên gặp nhau trong cuộc đời này, đừng có bao giờ để chia tay nhau nghe quý vị. Nghe không? Đừng chia tay nhau nghe. Nói vậy ra tự hiểu đi nha. Ừ. Nên từ nơi đó mà mình ở trong ngôi Tam Bảo thì mình phải có tâm tu, mình phải rèn luyện mình tu. Nó giống như câu chuyện mà như Đức từng kể với vị nghe đó. Ông thầy ông dạy đệ tử, mà ông thầy này không có thần thông nghe, ông có chứng quả nghe. Khi mà thằng đệ tử này nó bệnh, ông nói khỏi uống thuốc mày. Thằng đệ tử này chết, ông kêu mấy đệ tử kia kéo thằng đệ tử này, bắt nó cởi đồ chằn chuồng nó kéo đi. Mà chắc hồi đó chắc trong rừng quá, chắc chắn luôn á. Thì bây giờ ngoài đời sao dám làm điều này. Kéo đi, câu chuyện như nó đọc rõ ràng trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên mà. Kéo đi, kéo qua hầm phân, kéo qua hầm phân bò, kéo đi liền xuống biển nghe, mày làm cho tao nghe. Các huynh đệ nói, trời ơi ông thầy ông ác, ông ác nhân sát đức. Mà ổng chịu nói rõ ràng, mày đệ tử sao chịu nổi. Cuối cùng nó ra nó mua bộ đồ, nó bặn, nó mua quan tài, nó liệm, xong nó đem đi chôn. Ổng về ổng hỏi, thầy kêu như vậy các con có làm theo đúng vậy không? Nó không. Mày gan quá, mày tao kêu mày, mày làm gì sao mày không làm gì mày? Nói là thấy tội nghiệp quá, anh em huynh đệ thấy con không được. Xong mua đồ bặn rồi đem đi chôn đàng hoàng. Ổng nói, nếu mà tụi bay làm giống lời tao dạy thì cái thằng này nó chết đi, nó sanh lên trời, nó làm vua trời cai quản mấy tầng trời. Nhưng mà tụi bay làm như vậy phước nó giảm tối đa, nó cũng sanh vào cõi người, nó làm vua, nhưng làm vua của một đất nước cuối cùng. Và năm 32 tuổi thì nó bị vây thành, treo cổ tự tử mà chết. Kinh khủng không? Nó. Nên mình tu hành á, mình gặp những sự trở ngại, mình đừng bao giờ mình nói mình thiệt thòi. Sự trở ngại đó mới giúp mình trưởng thành đó. Có khi con ở bên cạnh cha mẹ, con là không trưởng thành, mà cha mẹ mới thương con, đưa con đi đến nơi người ta khó khăn một chút để cho con trưởng thành. Đó là cha mẹ thương con. Trong cuộc đời này mình thương hại người ta, không có giúp được người ta, mà mình thương thật sự, mình giúp người ta thì mới là tình thương chân thật. Thưa quý vị, nếu mà không thương người làm sao mà nuôi gần 2.000 con người ta? Mà tại sao lại chuyển qua chuyển lợi mấy điểm chùa? Vì điểm của mình họ lại không phát triển, mình chuyển qua điểm khác, mình cầu mong cho họ họ được phát triển, biết đâu. Vì mình coi trong kinh Đức Phật mà có khi độ một cái nhóm người đó không được, mà tôn giả một Kiền Liên lại độ được. Mình đừng có bao giờ tình chấp rằng mình là thầy là mình phải độ được, mình độ không được là không ai độ được, chưa chắc. Có những người người ta gặp người đệ tử mình mà đệ tử mình độ được. Chỉ cần độ được thì ai độ cũng được, mình chỉ cần người ta lợi ích. Hiểu không? Nên chúng trong chùa, mấy cô đồ, mấy chú đồ, phải hết sức là mở cái tâm lượng mình ra. Những đức đi tu mà nếu mà không được gầy dựng cái chữ nhẫn làm sao có ngày hôm nay. Nó rớt lúc 10 năm về trước rồi. Gặp bao nhiêu sự trở ngại. Trong 10 năm đi đến đây bao nhiêu sự trở ngại mà vẫn kiên trì, không dễ đâu đó. Mấy anh em đứng vai trò những đức rồi, mấy anh em thấy có dễ hay không? Bao nhiêu người người ta nhìn ngó, đâu có đơn giản. Nó lúc cứng thì cứng, lúc mềm thì mềm, đủ cái nhân duyên để mà ở trong cái đó mà rèn luyện, mà kiên nhẫn mà được như ngày hôm nay. Nên chúng thường trụ phải hết sức là kiên nhẫn.
Nó nên tu tập, đừng có bao giờ nói rằng người ta đối xử với mình tệ. Trách người không bằng trách mình đi. Mình đi tu trong chùa cha mẹ đều biết hết. Đừng có bao giờ để cha mẹ mình mắc tín tâm đối với Phật Pháp. Ông thầy không có góc độ nhìn, mình yên tâm đi, mình tin ông đi. Mình học đạo mình không tin ông thầy, vì mình học với ai? Mình đi về nhà mình học mình đó. Mình học với thầy mà mình không tin thầy, chán đó chán. Hiểu không? Bây giờ riêng bản thân Nhân Đức đi tu mười mấy năm nay, vì thấy Nhân Đức an lạc vui rõ ràng mà. Được lợi ích rõ ràng. Thì vì cứ yên tâm đi, Nhân Đức dạy vì là sẽ được lợi ích à. Phải chi mà Nhân Đức đi tu mười mấy năm nay mà bữa nay nhìn Nhân Đức như thằng khùng vậy. Hỏi vì thôi khỏi tin. Thầy này te tua tả tơ, cơm ăn áo bạn không có. Bạn đồ gách gưới nghèo nàn te tua chứ mà hôm nay đi còn nhìn kìa. Hỏi vị sao? Vì đâu có học. Còn bây giờ tôi càng tu càng phô phớ, thấy không? Thấy chưa? Nên á, ở đây mà ví dụ như Liên Nhãn bên kia nó phụ bếp, nó làm bếp bên kia thời gian rất là lâu, nhưng Đức đưa nó qua bên đây là để rèn luyện nó, để trở thành con người tu hành thật sự. Bên kia nó nói rằng con chưa có tu, tôi vừa qua đây tu. Không khéo cha mẹ mắc tín tâm vì cái chuyện của mình, tưởng đâu thầy Đức ông ác, có sự tệ bạc với người ta. Chàng ơi, ngôi chùa bên đây mà nói đi ngoài đường thôi, nhìn vô ngôi chùa bên đây nhìn còn hơn là khu chung cư cao cấp nữa. Cái công sức của Hòa Thượng ngày xây chùa đến ngôi Dạ Lam gì, mình được vô ở thôi, cái tâm cung kính cảm ơn đó là hết lòng hết dạ rồi. Từ một viên gạch mà thành một ngôi chùa như vậy đâu có đơn giản. Bao nhiêu cái công sức, bao nhiêu sự khó khăn đâu có đơn giản đâu. Mình không chịu nghĩ điều đó đâu. Mình chỉ nghĩ là mình xa bạn thôi. Trong cuộc đời này con người với con người có bao giờ mà tồn tại hoài trong cuộc đời này ở bên nhau đâu. Không có tiệc vui nào. Không có tiệc vui nào trong cuộc đời này mà không tàn. Nói đoạn này nó cà lông, nó kỳ cục đấy, ghê. Thấy chưa? Cái đặc biệt giả pháp của những đứa mấy đẹp được để ý, nghe chưa? Nó làm cho người ta vui, thấy không? Nó không nên không có tiệc vui nào trong cuộc đời này mà không tàn, nghe chưa? Đừng có bao giờ nói cái tiếng bạn bè, dùng tình cảm để mà áp dụng trong Phật Pháp quá nặng. Làm sao mà ra khỏi cái cõi đời này? Tình cảm là có, nhưng phải hiểu cái tình cảm trong cuộc đời này một ngày nào sẽ xa nhau thôi à. Không có vợ chồng nào mà không xa nhau, không có cha mẹ nào không xa nhau. Từ xưa tới nay bị xem đi, có ai mà ở với nhau mãi trong cuộc đời này không? Nó nghe mấy đoạn này mà thấm thiết mùi xuân nè. Nó có vui nhưng mà nó có những cái đoạn cô động cực kỳ cao cấp. Để cho những cái người mà cái tâm chưa có đạt cái sự muốn tu, hừng hực cái tâm lên. Nó có những người, những cô nói con quý thầy đó, con thương thầy lắm. Thương tôi sao không nghe lời tôi? Quý thương tôi là tôi kêu mấy người tu hành á. Mấy người mới phụ tôi một tay được. Không tu hành sao ở bên cạnh tôi được chẹn? Cái người mà không tu hành không có ở bên cạnh như Đức được đâu. Đừng có nói chuyện giỡn chứ. Mà từ bên kia đi qua bên đây sát bên, nó làm như là đưa nó tóc gì cà hó gì cà tó vậy đó. Ở nơi cái nơi dùng biên địa ở đâu? Ở từ hậu pháp đi qua bên đây có 2 cây số, làm như mình đưa nó đi hóc cà tó. Nhớ câu rồi thấy chưa? Đưa hóc cà tó cái nơi mà dùng biên địa đất chưa xây chùa không bằng á. Vậy mà nhiều người nói thầy không ác ghê, cho ác cái gì trời. Bị coi từ ngôi chùa hậu pháp qua đây chùa còn giữ hậu pháp, nó đi thang máy rầm rầm vô thang máy bấm một cái dù chạy lên tới lớp nhà chứ. Khỏi cần bước luôn, bị coi vậy còn cái gì nữa. Nên Liên Nhãn phải nhận thức đó. Nó không khéo đó, là cha mẹ buồn vì thấy bản thân mình buồn. Bậy quá chàng ơi. Trong chùa được 8-9 năm chờ rồi, bây giờ đến lúc phải là gì? Phát tâm tu hành. Đúng không? Đó. Hòa nhập được với mọi người. Những gì người ta sống được, mình sống được. Đây là quá dễ rồi. Đầy đủ phương tiện, cái gì cũng có hết rồi còn gì. Thấy không? Tôi từ trên kia Đà Lạt tôi xuống ở đây, từ bên kia tôi qua bên đây,
Tôi lang thang, tôi chạy tối ngày như con đầm già. Buổi trưa mà đi mà chạy vòng 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 vòng, bấm cửa lên cái mỏ quay 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 vù vù. Rồi chạy vù 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 vù. Hiểu không? Giết mà cái mỏ nhọn quét luôn mà đi ngang cái người ta Phật tử. Người ta đi ngang mình, ta đi gần mà cái mỏ trúng vô cái mặt người ta. Tôi quay lại tao nói thầy dí. Trời cái mỏ. Nhọn quá. Thầy biết. Hồi nãy ông Dự đi lên trên phòng, Nhật Đức nói, đang đắp y. Quý vị thấy Nhật Đức nó vô duyên vô dùng không? Đang đắp y mà kể chuyện này là kể chuyện Nhật Đức vô duyên đó nghe. Đang đắp y, đắp y tự nhiên nó ngứa cái đít. Mà đang đắp y đó quý vị, lòn cái tay xuống gãi. Nhật Đức nó, ông Dự thấy chưa, nó vô duyên vô dùng. Nhưng mà nó cũng được, nó ngứa đây, chút lên giảng đừng có ngứa. Chứ gặp lên đây giảng mà nó ngứa mà kiểu mà môi kỳ lắm quý vị. Nó quý vị thấy cái cơ thể mình nó lạ chưa? Đó là thấy mình đang đắp y đó nghe mà ngứa. Ngứa gãi chứ sao? Chứ chứ ngứa mà kêu không gãi thì ngứa. Hiểu không? Nên tôi nói tôi đơn giản lắm, nên tôi mới nuôi với bà già. Hiểu không? Khi mấy bà già bà bệnh bà đau bà nằm đó, mấy cô cởi đồ chằn chuồng ở chân lao mình. Tôi không có gần gũi được làm sao tôi nuôi mấy bà già đây? Na, sao tôi nuôi mấy bà già đây? Quý vị coi có nhiều bà già chùa mình mà có nhiều bà lâu lâu bà bị lẳng. Bây giờ bị coi bị kinh khủng này câu này còn ghê nè. Bữa đó Nhật Đức gặp bà cụ. Cậu chào cụ, chúc cụ vui vẻ, nó quýnh chết mẹ mày bây giờ chứ. Hết hồn. Cái gì vậy trẻ? Đây đâu mà tự nhiên sống chớp bất tử. Trời chưa có mưa mà sống chớp kỳ cục vậy chị. Tự nhiên mình nói chào cậu chúc cụ vui vẻ. Quýt chết mẹ mày chứ chứ vui vẻ gì. Tao mô rồi giờ đọc Phật. Tao bỏ đi chỗ khác luôn. Thì coi không đơn giản. Dễ làm sao nuôi bà già. Vì kêu bà nói phải dạy bà lại. Dạy cái gì nữa mà dạy. Bà còn chắc xám nào nữa đâu dạy. Lỡ dạy bà chữ thêm chập nữa. Đưa cái mặt vô bà giọng cái chảy máu cam luôn chứ đừng nói dạy. Thế bị nói bà có tội, không có tội gì hết trơn. Bà có biết gì nữa đâu tội. Người ta biết ai mà chữ gì. Bà không biết gì mà kết tội bà không biết làm chi. Trước nhất là bà đã lẳng là bà có tội rồi. Mình còn đi kết tội cái người lẳng thì không khác nào mình cũng khùng như người ta. Thế vì hiểu cái câu này nghe, mở rộng ra. À. Giới luật là để dạy người hiểu, dạy người biết, dạy người hành, chứ không phải đặt vô cái người không làm. Đặt vào người không làm thì không khác nào uổng cái công đức Phật chế giới. Nhớ kỹ đó. Nên từ nơi đó chúng ta phải nhận thức cho cực kỳ sâu sắc cái chỗ này. Nó nên chuyện sao mà thấy cừ nãy giờ là thấy ngon rồi đó. À, bữa nay bánh mì sữa hả? À, cụ ơi chuẩn bị nghe quà nghe các cụ. Quà nghe ai mà đi sao chưa có đưa tay anh coi. Bánh mì sữa chưa có tuốt sau hè một chút không có lên trên đây chút lên trên đây nhận giùm nghe. Nên mong rằng các cụ trong chùa hàng Phật tử về chùa tu tập ai cũng an lạc ai cũng vui. Và cố gắng niệm Phật vì cuộc đời này có mang thân này là khổ lắm. Nên chúng ta cố gắng niệm Phật đi. Để cuối đời chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị ơi. Chúc quý vị an lạc nghe. Chúng ta cười cái coi. Chúng ta cười theo cái nữa coi. Rồi chúc quý vị an lạc và cuối đời chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật.